Mình xin chào các bạn. Mình là Nguyễn Thanh Đại, mình là tốt nghiệp ngành kỹ sư ngành điện tử của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hồ Chí Minh. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn xem về cách lắp đặt cái thiết bị máy lạnh mình sao cho một cách gọi là chính xác nhất và tốt nhất có thể để máy lạnh của mình nó làm việc một cách gọi là hiệu quả và tốc độ làm lạnh của nó đạt chuẩn tốt nhất. Thì các bạn biết á, là cái máy lạnh, nguyên lý của máy lạnh nó làm việc là nó sẽ trao đổi nhiệt. Nguyên lý của máy lạnh nó làm việc là nó làm lạnh cho phòng mình bằng cách là nó rút nhiệt của phòng mình ra ngoài. Thì trong quá trình rút nhiệt đó, nó sẽ trao đổi tuần hoàn qua bốn thiết bị. Một thiết bị là dạng nóng này là cái máy nén ấy, nó sẽ nén ra một áp suất rất là cao và nhiệt độ lớn để nó đi qua cái hệ thống lạnh. Thì khi nó đi qua cái hệ thống lạnh thì nó sẽ qua một cái tiết lưu, thì nó sẽ làm giảm cái cường độ lạnh lại, cường độ nóng, thì nó làm cho cái máy lạnh của mình trong cái dàn lạnh đó, nó sẽ làm mát, có ga nó sẽ lạnh và nhiệt độ trong phòng lạnh của mình nó sẽ thấp, nó thấp hơn cái nhiệt độ trong phòng chuẩn của mình. Thì đương nhiên là nhiệt đó, thì nó truyền từ vị trí là nóng sang lạnh, thì đương nhiên nhiệt trong phòng mình nó sẽ truyền vô cái dàn lạnh đó, rồi nó sẽ ra ngoài đây và nó sẽ nén lên cái áp suất lớn. Thì cái máy lạnh này nó sẽ thải nhiệt, thải hơi nóng ra ngoài và trong đó nó sẽ rút nhiệt ở trong phòng ra. Còn về cái nguyên lý mà ở trong cái phòng lạnh của mình á, mà nó chạy cái quạt á, là quạt nó chủ yếu là để làm mát cho mình thôi nha, chứ nó không có chức năng là quạt lạnh ra. Nó sẽ làm mát cho mình và nhiệt trong phòng lạnh của mình nó sẽ trao đổi, nó sẽ chạy ra ngoài. Thì hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái giải pháp để cái máy lạnh của mình khi mình lắp đặt thì mình lắp một cách đúng nhất. Cái máy lạnh của mình, nguyên lý nó làm việc là nó nén từ vị trí lên cao, nên là mình nên để cái cục nóng mình nó bao giờ nó cũng thấp hơn cái dàn lạnh thì nó mới chính xác. Cái dàn nóng này khi mà mình ngưng á, thì ga nó sẽ dồn về cái dàn nóng mình dồn mình để đó, thì khi mình chạy máy lạnh lên thì ga nó sẽ đẩy lên tiếp. Còn mà vị trí mà khi mà mình để mà cái dàn lạnh này, cái dàn nóng này nó sẽ ngang hay là cao hơn cái vị trí dàn lạnh thì điều đó không đúng. Tại vì khi mình ngưng máy lạnh thì ga nó không có trở về vị trí dàn nóng được, thì nó sẽ ngưng tụ tại vị trí dàn lạnh, thì nó làm khi mà mình khởi động máy lên thì rất là khó, ga nó có thể ngưng tụ ở chỗ dàn lạnh, thì nên đó là điều sai ha. Các bạn không nên lắp cái dàn nóng mà nó cao hơn dàn lạnh được, ngang bằng cũng không được nhưng mà sẽ thấp hơn một chút cũng được. Thì độ cao giữa dàn nóng và dàn lạnh thì nó theo cái chuẩn của cái công suất của máy lạnh. Thì đối với máy lạnh 1 HP như ở đây thì các bạn nên như theo mình, nhà mình lắp thì dàn nóng và dàn lạnh nó cách xa khoảng từ 1 mét trở lên là tốt. Ở đây mình lắp là cỡ 1,2 m thì nó sẽ tốt, và máy lạnh của mình nó chạy trong thời gian là 1 năm mấy thì chưa có gọi bảo trì, chưa có gọi máy lạnh bảo trì để khắc phục. Thì khi lắp máy lạnh thì mình cũng có bàn bình luận về cái vấn đề đặt dàn lạnh, đặt dàn nóng ở đâu, tại vì mình chuyên ngành bên ngành điện thì mình biết, thì mình sẽ kêu lắp vị trí như vậy để thôi các nhân viên kỹ thuật, thì khi có một số nhân viên nó lắp không có đúng chuẩn thì nó sẽ không có đảm bảo là cái máy lạnh của mình sẽ tốt. Còn vấn đề mà khi máy lạnh có công suất của bạn á, mà nó công suất từ 1.5 PS trở lên thì các bạn có thể lắp là độ cao 2 m, khoảng cách giữa dàn nóng và dàn lạnh 2 m thì cũng được. Nhưng mà đối với máy 1 PS thì khi mình lắp như vậy nó sẽ yếu hay lạnh đi, tại vì tốc độ máy nén thấp,
tốc độ máy nén nó thấp thì đương nhiên nó không bao giờ mà nó nén lên vị trí cao được. Nó nén lên vị trí cao được thì đương nhiên nó là công suất trong cục lạnh của mình rất là yếu đi ha. Thì máy lạnh hiện nay thì nó chạy EG, các loại ga nó chạy khác. Còn hồi xưa thì nó chạy thờ EG ga 22, thì giờ nó chạy các loại ga nhiều loại, như máy này chạy EG414 thì nó chạy nhiều loại ga mình cũng không nhớ nổi. Rồi về cái bảo vệ cái cụm nóng của mình thì mình chia sẻ cho các bạn thêm luôn. Ở những nước phát triển tiên tiến như là nước Nhật hay nước Mỹ thì các bạn, nếu như các bạn có để ý, các bạn có để ý xem á, thì những cái cụm nóng mà bên nước Nhật thì thường nó sẽ che mát và nó để, nó không bao giờ nó treo lên vị trí tường, nó sẽ để, nó tạo cho một cái giá mà để cái dàn nóng riêng. Thì khoảng cách từ mặt đất lên tới cái cụm nóng này có khoảng 80 decimet hay là 0.8 mét, hay là 1 mét cũng được. Thì có người nó đẩy từ dưới mình vị trí mặt đất lên cỡ 0.4 mét cũng được. Thì nó làm như vậy á, thứ nhất là khi mình bảo trì cái máy lạnh, mình bảo trì nó cũng dễ dàng, mình không cần phải leo lên vị trí cao, mình có thể bảo trì một cách dễ dàng. Còn hai nữa là khi mình có sự cố này kia mình khắc phục cũng tốt đó. Mình đây mình nói là không có nói nhà cao tầng, mình nói nhà một cách nhà bình thường, không nên treo vị trí trên tường. Rồi hai nữa là ở nước ngoài thường nó bảo vệ cho máy lạnh, thì các bạn thấy ở nước Việt Nam mình đa số lắp những dạng máy lạnh cục nóng này nè, sẽ để ngoài nắng, hơi ngoài nắng. Thì cục nóng mà giải nhiệt mà mình để ngoài nắng, mình hơi ngoài nắng là tốt, lại giải nhiệt càng nóng thì càng tốt. Nhưng đối với mình đây, một cái hạn chế nào nó cũng có cái hạn chế riêng của nó. Mình không nên để cái cụm nóng của mình nó chiếu sáng trực tiếp, làm như vậy thiết bị của mình mau giảm tuổi thọ. Thì mình phải làm cái mái che cho nó. Bạn đi, các bạn nhìn thấy thiết kế cái mái che cho nó, và để cái máy lạnh, để cái cục nóng chọn ở trong vị trí này luôn. Thì cho dù có mưa, còn dàn nóng á, thì nó có thể thải nhiệt ra bên ngoài nha. Mình không nên để các vị trí chỗ này nè mà che chắn quá gần đi, thì đương nhiên nó giải nhiệt không được. Còn vị trí mà ở trên che xuống là không ảnh hưởng gì hết. Còn ở đây mà nó giải nhiệt ra ngoài là nó cứ đẩy nhiệt ra ngoài thôi nha, cho nó có đường nhiệt nó đi ra ngoài. Vấn đề ở đây mình sẽ nói là về mưa, khi trời mưa và trời nắng thì có cái mái che này nó bảo vệ thì không có ảnh hưởng vấn đề gì hết. Nếu như các bạn nhìn thấy á, thì cái máy lạnh của mình rất là còn mới, nhưng mà mình đã lắp một mâm máy rồi nhưng mà nó vẫn còn mới. Mỗi thiết bị tín hiệu đều có mái che thì nó bảo vệ an toàn cho cái máy lạnh của mình. Thì mình nên bảo vệ các máy lạnh của mình, không nên để cái vật gì gần để cho nó tránh làm giảm cái độ lạnh của nó, giảm cái độ thải nhiệt của nó. Khi nó giảm cái độ thải nhiệt thì cái máy lạnh mình nó sẽ giảm cường độ lạnh trong phòng của mình. Thì công suất máy lạnh này là 1 HP, mình xài cho diện tích phòng của mình là cũng nhỏ, tương đối nhỏ, nên mình xài phòng rất là ok, phòng làm việc của mình thì mình xài rất là êm. Thì các đường dây đi xuống mình phải quấn suy si, si này là phải bắt kỹ thuật. Khi mà nó có bị sự cố lủng si gì hết thì các bạn tiến hành quấn lại mới, để không nên để nó hở cái si ra ngoài. Khi hở si ra ngoài thì máy lạnh của mình chạy yếu cường độ lạnh đi và nó sẽ hao điện. Tại khi cái đường ống đồng này nó sẽ ra, nó hồi nó đi thì nó sẽ có ra tuyết. Thì khi mà mình để cho nó gặp nhiệt độ trực tiếp thì nó làm giảm cái cường độ lạnh đi, thì cái máy nén này nó làm việc, nó nén liên tục, nó nén liên tục thì điện nhà lưới của mình nó sẽ hao điện. Thì ở đây mình nên quấn cái này một cách là gọi là quấn kỹ càng ha. Khi nào hư thì các bạn quấn tiếp theo. Ở đây mình quấn kỹ nè, mình còn phải quấn băng keo lại luôn. Thì mọi cái tín hiệu thì mình làm đều cho cái máy lạnh mình nó hoạt động tốt. Thì hôm nay
máy lạnh mình hoạt động năm mấy rồi nhưng mà không có vấn đề gì hết, nó vẫn rất là ok. Máy lạnh này mình mua hiệu thương hiệu là của Gitech, thương hiệu của Việt Nam, giá cả nó cũng trung bình, nhưng mà do mình biết cách bảo trì, do mình biết cách để cho nó giữ vị trí tốt nhất ha, rồi cái máy lạnh của mình không có bị sự cố gì hết thì nó chạy rất là ok. Còn nếu như những dạng máy lạnh mà thương hiệu mà nổi tiếng mà tốt á, Daikin hay là kiểu như là Panasonic rồi, những dạng kiểu máy lạnh LG á, những dạng máy lạnh nó máy lạnh tốt chạy inverter á. Trong máy lạnh này không có chạy inverter, thì những dạng máy lạnh đó nó đều chạy inverter. Inverter là chạy theo kiểu biến tần, là nó sẽ điều khiển cái cục nóng của mình chạy theo biến tần. Khi mà nhiệt độ trong phòng mình nóng quá thì nó sẽ chạy tốc độ cao, nó nén giải nhiệt ở ngoài. Khi mà trong phòng của mình tốc độ nhiệt độ lạnh nó đã đạt rồi thì cái cục nóng này nó sẽ chạy giảm tốc độ lại. Thì nó làm như vậy đó, cho cái điện của mình nó không vượt hao đáng kể. Inverter mà, inverter là biến tần, có nghĩa là biến tần chỉnh cái tần số của motor đó, tốc độ motor nó chạy theo biến tần, chạy giảm hay chạy nhanh thì theo tốc độ. Còn những dạng không inverter thì nó chạy theo một cái điện áp nhất định, và nó sẽ có gỡ le, nó sẽ ngắt cái cục nóng này ra ngoài. Thì máy lạnh này mình đó mình mua mình sắm 6 triệu mấy thì mình xài tới giờ nó vẫn ok. Thì các bạn luôn khuyên các bạn là lắp một cái máy che zin cho nó, và khoảng cách từ mặt đất lên tới vị trí đó là khoảng 1 mét, dưới 1 mét ở 0.6 0.7 là ok. Thì cái máy lạnh mình hoạt động rất là tốt các bạn, như mình thấy cái máy lạnh của mình rất êm. Sau đây là mình có vấn đề là chia sẻ về các bạn về cách lắp vị trí cái máy lạnh tại vị trí mà tốt nhất, hay là cách bảo dưỡng cái máy lạnh để cho cái hơi lạnh của mình được mát ở trong phòng, và cũng như là làm cái tuổi thọ của máy lạnh mình nó tăng lên. Mình không thể nào mà để cái máy lạnh của mình mà chạy mà bị sửa liên tục, mình không để nó thành mới mà từ cho nó hư hỏng liên tục do cách sử dụng của mình thôi. Thì hôm nay mình chia sẻ các bạn những đôi lời như thế, thì các bạn có thể nghiên cứu và tìm hiểu làm ha. Rồi video ở đây là kết thúc. Thì các bạn ơi, đây là kênh CN Channel, kênh YouTube chia sẻ về chuyên ngành điện chính thức của mình. Thì các bạn xem video có thể đăng ký kênh hay là like, comment gì dưới vị trí video cho mình biết các bạn muốn hỏi mình gì vậy ha, thì mình sẽ trả lời cho các bạn. Rồi video đến đây là kết thúc. Xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video.